Tân Dậu thân mến, ở độ tuổi 42, 43 này, anh chị đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, tiền tiêu thả ga, không cần lo nghĩ gì cả. Cũng có những người thì lại không được như vậy, vẫn phải tích cóp sống qua từng ngày. Sau khi nghe xong, chúng tôi đã biết anh chị tuổi Tân Dậu sẽ càng áp lực về cuộc sống, về sự nghiệp bởi cái khổ cực đã đeo bám anh chị quá dài, rằng quá lâu ngày. Tuy nhiên, sau bao sóng gió, thì nay Viện Nghiên cứu Văn hóa Tâm linh Học Quốc gia chính thức công bố tháng 11 và 12 âm lịch là hai tháng phát tài lớn nhất của đời Tân Dậu. Ở tháng này, bản mệnh sẽ nhận lại tất cả tiền tài, danh vọng. Sau những khổ cực đã phải trải qua, cứ thế Tân Dậu đụng đâu lãi đó, tiền về cực nhiều. Thưa Tân Dậu thân mến, nửa đời người trôi qua, phải biết bao nhiêu đắng cay ngọt bùi. Sóng gió thời trẻ đã làm sờn đi màu áo, khóe mắt thì lại thêm nhiều nếp nhăn. Chúng tôi hiểu được anh chị tuổi Tân Dậu mưu cầu cuộc sống bình yên hạnh phúc nhiều đến như thế nào. Cuộc đời của anh chị nhìn đâu cũng thấy khổ cực, vất vả, muốn vui vẻ nghỉ ngơi cũng khó. Mọi điều cứ ập đến, muốn ghim người Tân Dậu xuống tận đáy của xã hội, chơi với nhiều thì cũng đến lúc mệt mỏi, chẳng muốn gắng gượng nữa. Nhưng cứ nhìn thấy đứa con, nhìn lại nhà cửa, nhìn lại bản thân chẳng có gì, thì lại tiếp tục cố gắng lao ra đời để kiếm miếng cơm manh áo, để lo toan cho cuộc sống, dù cho bản thân có lao lực đến như thế. Anh chị Tân Dậu thân mến, có vài lời mà Minh Đường Tử Vi đã muốn nhắc nhở tới anh chị từ lâu. Anh chị có biết không, vì con đường của tuổi Tân Dậu này vốn không hề đơn giản, vốn không nhàn tản, vốn lắm bi ai, vốn nhiều tuyệt vọng, vốn lắm gian truân và thử thách, kiên trì một cuộc đời voi có thể lên, cũng có thể xuống, thẳng dáng vô thường. Nhưng cuối cùng sẽ được ngoại mục và vô cùng rực rỡ, chỉ là quá vất vả chán nản, lắm lúc nhọc lòng, mù mịt tâm hồn, buồn chồn và mỏi mệt quá. Song lại không thể kể với ai, cứ giữ trong lòng, thắng thì hân hoan được một đoạn ngắn, thua thì cứ tự loay hoay mà xử lý, nhiều phần của cuộc đời như thế. Đúng là lắm lúc nghĩ cũng hơi buồn, chỉ là có như vậy thì mới ép được từng giọt nội lực ra, có như vậy mới chiết xuất được tài nghệ tinh hoa và tinh túy. Có như vậy mới xứng đáng đứng ở đỉnh vinh hoa và những gì mà bản thân đã dày công cống hiến. Nhưng hãy nhớ, tìm một ai đấy để kể lể, sẻ chia, khóc lóc, rồi lại chiến đấu tiếp, chứ có gì đâu. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây lắng nghe và chia sẻ câu chuyện của anh chị cứ giữ mãi trong lòng. Mệt lắm, người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai, bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, bình dị, đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Con giáp này rất coi trọng chữ tín của bản thân, bởi vậy, khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành mọi khó khăn, gian nan. Nhưng một khi đã hứa, bản mệnh sẽ làm bằng được. Đối với con giáp, uy tín và danh dự của một con người là phẩm chất đáng quý của tuổi Tân Dậu. Có mối quan hệ bạn bè rộng rãi, nhưng không phải ai họ cũng coi là tri kỷ thật sự. Tình bạn thân thiết của họ phải dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau mới có thể lâu dài, bền chặt. Bản mệnh tuyệt đối không kết bạn với những người giả tạo, không thật thà. Quay trở lại với tử vi tháng 11 và 12 âm lịch, giờ đây là lúc anh chị cần lắng nghe món quà mà Minh Đường Tử Vi vô cùng tâm huyết dành tặng cho anh chị. Người tuổi này được mô tả là thân thiện, hòa nhã và chân thành, họ có lòng độ lượng, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Người tuổi Tân Dậu thường có tinh thần lạc quan, lựa chọn tốt trong công việc quản lý tài chính và khả năng thích nghi tốt với môi trường xung quanh. Tuy nhiên, người tuổi Tân Dậu cũng có tính cách cương trực và thẳng thắn, họ thường có quan điểm rõ ràng, không ngại bày tỏ ý kiến của mình. Đôi khi, điều này có thể làm cho họ trở nên cứng đầu và khó lòng thích nghi với ý kiến của người khác. Tính cách của người tuổi Tân Dậu cơ bản được phân thành hai loại. Một loại thích nói chuyện phiếm, tính cách sôi nổi. Còn loại kia là người quan sát giỏi, biết đoán ý người khác qua lời nói, sắc mặt. Hai nhóm người này rất khó sống với nhau. Người tuổi Tân Dậu có không ít những phẩm chất tốt để bù đắp những khuyết điểm của bản thân. Họ rất tinh nhanh, năng nổ, khả năng tổ chức cao, nghiêm túc, chăm chỉ, thẳng thắn, biết cách giải quyết khó khăn. Họ dám đứng ra vạch trần những hành vi xấu xa, nghiêm khắc phê bình người khác. Cùng đi với những ưu điểm này là khuyết điểm thích tranh cãi với mọi người, luôn muốn khoe khoang những kiến thức uyên bác của mình, không hề quan tâm tới cảm giác của người khác. Nhưng một khi gặp thất bại, họ cũng không hề sa sút tinh thần. Phương pháp của họ nói là quan điểm của mình cho từng người một để tin họ, đứng về phía họ. Người sinh năm Tân Dậu là một người diễn viên tuyệt vời. Họ thường là nhân vật trung tâm trong mọi hoạt động, thường có vẻ đẹp lấp lánh để thu hút mọi người. Tính cách của họ sẽ ấn tượng sâu sắc cho người khác. Mỗi cử chỉ, hành động đều được mọi người chú ý. Họ mang tâm tư vui vẻ vì chỉ tính cách nhạy bén, thường không bỏ bất cứ một cơ hội nào để đưa bản thân vượt qua nguy hiểm và đạt được thành công.
họ có tài năng diễn xuất và khả năng viết lách, họ có thể tranh luận bất cứ vấn đề nào và bất cứ lúc nào bạn muốn tranh luận với họ một vấn đề nào đó thì bạn rất dễ gặp thất bại. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện của người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, trong tháng 11 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, tiêu nhiều tiền, bị hoang mang. Tử vi sự nghiệp. Tháng này, bạn đã được tính là những người bận rộn mà bản thân cần phải đối mặt và xử lý trong khoảng thời gian này. Vì thế, đừng lãng phí năng lượng, thời gian và những việc không cần thiết nếu không muốn dở dang mọi việc. Trong công việc, người tuổi Tân Dậu cần hành xử cẩn trọng. Trong các mối quan hệ hợp tác, hãy chắc chắn rằng những thỏa thuận giữa hai bên đã có giấy trắng mực đen rõ ràng. Bạn biết mình thuộc con giáp này sẽ mắc bẫy tiểu nhân, khiến gặp nhiều trắc trở, bạn không có năng lượng để hoàn thành quá nhiều việc trong một thời gian ngắn đâu. Thay vì hy sinh hết mọi thứ, bạn hãy dàn trải năng lượng và tâm trí của mình theo một kế hoạch hợp lý để chinh phục những đích đến mong muốn, để nâng uy tín trong công việc. Bạn nhớ nên thực hiện đúng những gì đã hứa, thậm chí là những cơ hội mới cũng hứa hẹn phải từ tốn nhất định, đừng vội buông lời khiến người khác hy vọng. Tử vi tài lộc. Tình hình tài chính của người tuổi Tân Dậu có nhiều tín hiệu đáng mừng, một số dự án đầu tư của bản mệnh có nguồn thu đổ về và mọi việc có vẻ rất hứa hẹn. Khi nhận tiền từ các khoản thu phụ, bạn có xu hướng tiêu tiền hoang phí, nhưng đó là quyết định sai lầm cần tránh. Bạn nên bỏ vào một khoản để tiết kiệm và tạm quên nó đi để tránh mua những món đồ không cần thiết chỉ vì thích thể hiện mình. Thêm vào đó, tam bích bay về phương Tây, bản mệnh cần đề phòng kẻo bị liên lụy, trộm cướp mà mất chút tiền đó nhé. Đây cũng là thời gian thích hợp để con giáp tuổi Tân Dậu khởi xướng các dự án liên quan tới mảng sáng tạo. Cơ hội để bạn kiếm tiền trong những lĩnh vực này là rất cao. Nếu bạn có người nợ tiền thì nên tìm cách đòi lại. Đừng bỏ qua vì họ sẽ tưởng rằng bạn đã quên và cố gắng lờ nó đi. Thời gian này, bạn cũng nên hạn chế cho vay mượn dù tiền của bạn đang rủng rỉnh đi chăng nữa. Tử vi tình duyên. Tiếp nối tử vi tháng 10, có dấu hiệu rắc rối trong chuyện tình cảm của người tuổi Tân Dậu, nhất là những cặp đôi yêu xa. Dễ vì xa mặt nên cách lòng, dễ hờn ghen, giận dỗi vì cảm thấy đối phương lơ là tình cảm với mình. Lời khuyên cho các cặp đôi đó là nên thành thật với đối phương, các bí mật bạn đang cất giấu có thể nảy sinh nghi ngờ không đáng có từ người kia. Xung đột của hai người còn dễ xảy ra khi không ai chịu lắng nghe nhau vì cố gắng chứng tỏ mình đúng. Sự thấu hiểu thông cảm sẽ khiến tình yêu có dấu hiệu rạn nứt, nhất là khi hai người đều đang có những bận tâm riêng, không có nhiều thời gian dành cho nhau. Tháng này không tốt cho việc khởi đầu một mối quan hệ mới, nhất là những cô gái trở nên nhẹ dạ cả tin. Nếu không, bạn sẽ rất dễ vướng phải vào rắc rối hoặc vô tình trở thành người thứ ba lúc nào không hay. Tử vi sức khỏe. Thời điểm tháng 11 năm 2023 âm lịch này có thể dành thời gian cho các hoạt động kết nối tinh thần, cơ thể và tâm trí của bản thân. Bạn cũng có thể tranh thủ thời gian trước mắt để lập ra những thói quen tích cực cho mình. Bạn có người đồng hành cùng giúp nhau để tìm cách tập luyện, để cải thiện sức khỏe và nhờ đó có thêm động lực rất nhiều trong việc đến phòng tập hoặc cùng nhau duy trì lối sống lành mạnh. Bạn trở nên hăng say và phấn khích với việc tập luyện thể thao và xây dựng các thói quen sinh hoạt tốt cho sức khỏe. Bạn có thể thay đổi thói quen ăn uống và thử tập ăn một món đồ bạn vốn không có hứng thú. Đó là một trải nghiệm mới mà bạn nên thử. Tiếp theo là vận trình tổng quan của người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Tuổi Tân Dậu, sự nghiệp bội thu, tình yêu chan chứa. Tử vi sự nghiệp. Theo tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch của tuổi Tân Dậu, sự nghiệp của người tuổi này có những bước phát triển vượt bậc. Thời điểm cuối năm này bạn có thể hoàn thành xuất sắc những mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước đó. Với sự thông minh và tài hoa của mình, bạn có thể bình tĩnh khắc phục khó khăn, thậm chí mở ra hướng mới, giúp giải quyết công việc nhanh chóng hơn, khiến mọi người đều thán phục. Người có vị thế cao, phát huy được tài chỉ huy, lãnh đạo của mình, không chỉ khiến cho cấp dưới tin phục, cấp trên tin cậy, mà họ còn tạo thiện cảm cho nhiều người. Con đường thăng tiến của bạn hiện ra rất bằng phẳng, chỉ cần giữ vững phong độ thì tương lai ắt sẽ còn tiến xa hơn nữa. Thời điểm này, người theo đường thì học hành, thi cử, nghiên cứu cũng gặt hái được thành quả tương xứng. Với công sức mà mình đã bỏ ra, bạn nên coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Tử vi tài lộc. Chuyện làm ăn của người tuổi Tân Dậu phát triển trong tháng 12 âm lịch này, tam hợp thúc đẩy mọi việc tiến triển đều nhanh chóng, giúp bản mệnh gặt hái được thành quả, dù không phải cố gắng quá nhiều.
Thời điểm này, bạn thích hợp để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô kinh doanh, quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi, sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được cơ hội đầu tư, buôn bán có giá trị, đem về lợi nhuận không nhỏ cho chính bản thân, cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình xã giao, bạn cũng cần phải cẩn trọng hơn khi nói năng hành xử. Đôi khi, những câu nói hoặc hành động vô tình khi cao hứng, nóng giận của bạn sẽ gây ảnh hưởng tới mối quan hệ lúc nào không biết. Nguyệt lệnh trường sinh cũng góp phần giúp bạn xây dựng quan hệ làm ăn. Những ưu điểm nổi bật của bạn sẽ giúp bạn dễ dàng lọt vào mắt xanh của đối tác, những người có chức có quyền hoặc cấp trên. Tử vi tình duyên. Tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch của tuổi Tân Dậu thấy rằng tình duyên của bản mệnh về cơ bản là tốt. Trong khoảng thời gian này, mối quan hệ xã giao rộng rãi do tam hợp mang lại giúp bạn có nhiều cơ hội để gặp gỡ các đối tượng khác giới triển vọng. Người còn độc thân đang dần dần hiểu ra được mình thực sự muốn mong muốn cuộc sống trong một mối quan hệ là gì, bạn có thể đưa ra được những quyết định chính xác trong việc lựa chọn nửa kia của mình. Đồng thời bạn cũng biết cách tận hưởng cuộc sống của mình, không để tâm trạng bản thân bị ảnh hưởng quá nhiều bởi lời bàn ra tán vào của người khác. Đã lập gia đình thì nên biết quý trọng những gì mà mình đang có. Chính vì vậy mà bạn biết sắp xếp công việc, dành nhiều thời gian hơn cho người thân của mình. Các mối quan hệ vợ chồng về cơ bản là tốt đẹp, bạn có thể tìm cơ hội phù hợp để hâm nóng tình cảm đôi bên, giúp cả hai lại có thêm những kỷ niệm đẹp. Tuy nhiên, trong các mối quan hệ xã giao, bạn cần chú ý giữ khoảng cách với người khác, bởi dù bạn hoàn toàn trong sạch, thì bạn vẫn có thể rơi vào những tình huống tình ngay lý gian, rất khó có thể giải thích. Đừng để những kẻ tiểu nhân do ngũ quỷ mang tới, tìm được sơ hở và thời cơ để hạ bệ bạn. Tử vi sức khỏe. Về cơ bản, tình trạng sức khỏe của người tuổi Tân Dậu vẫn tương đối tốt trong khoảng thời gian này. Mọi việc tiến triển thuận lợi, giúp bạn có tinh thần vui vẻ và phấn chấn, giúp sức khỏe có sự cải thiện đáng kể. Thời điểm cuối năm bận rộn, bạn vẫn cần phải chú ý sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi khoa học, chớ nên cố gắng quá sức, khiến cơ thể mệt mỏi, thậm chí là đổ bệnh. Người cao tuổi, chú ý làm việc phù hợp với sức của mình, nếu không ngũ quỷ sẽ gây ra những tác động xấu, nhờ khiến sức khỏe của bản mệnh suy giảm. Bên cạnh việc sinh hoạt điều độ, chú ý rèn luyện thể dục thể thao, hạn chế tiệc tùng, ăn đồ cay nóng hoặc có nhiều dầu mỡ gây hại cho dạ dày, hãy quan tâm tới sức khỏe, bởi có sức khỏe thì bạn mới hăng hái, nhiệt tình bắt tay vào mọi việc. Thưa quý vị, để Minh Đường tử vi tiết lộ cho quý anh chị một chút về tử vi của anh chị trong năm 2024 nhé, để xem quý anh chị trong năm này là hung hay cát. Bản mệnh sinh từ ngày mùng 5 tháng 2 năm 1981 đến 24 tháng 1 năm 1982 dương lịch, thuộc tuổi Tân Dậu, cầm tinh con gà. Thiên can Tân kết hợp với địa chi Dậu, mang ý nghĩa long tàng chi kê, gà trong lồng, tuổi 1981 mệnh mộc, thạch lựu mộc, gỗ cây lựu đá. Đối với nam mạng, xét theo thuyết ngũ hành, mệnh mộc của nam tuổi Tân Dậu tương sinh với mệnh hỏa của năm Giáp Thìn, thiên can Tân bình hòa với thiên can Giáp, địa chi Dậu lục hợp với địa chi Thìn, như vậy là rất tốt. Trong năm 2024 này, nam tuổi Tân Dậu sẽ có nhiều thuận lợi và thử thách hơn so với năm cũ, nếu tài vận tới, biết nắm bắt và chuyển hóa được thành cơ hội, gặt hái được nhiều thành quả, bản mệnh nên cần chuẩn bị cẩn thận mọi việc, lúc nào cũng khiêm tốn, sẵn sàng học hỏi để chờ đợi thời cơ. Vận trình tử vi của tuổi Dậu, nam mạng trong năm Giáp Thìn cũng giống như một hành trình leo núi, dốc núi tuy gập ghềnh, nhưng khi chinh phục được đỉnh núi và có tầm nhìn xa trông rộng, hưởng thành quả mỹ mãn, điều này nhắc nhở bản mệnh luôn phải kiên trì, nỗ lực, không kiêu ngạo khi gặp thuận lợi, không nản chí khi gặp khó khăn, bởi phía trước luôn có những điều mới đang đón đợi. Trong năm Giáp Thìn 2024 này, nam tuổi Dậu 1981 sẽ gặp nhiều thuận lợi, may mắn trong công việc, là người có tầm nhìn chiến lược, thông thái, nên Tân Dậu nam mạng luôn có kế hoạch và chủ động giải quyết tốt các vấn đề, biết cách vận dụng trí tuệ, năng lực chuyên môn, lắng nghe ý kiến của người giỏi thì mọi việc sẽ thành công. Trong công việc khó tránh khỏi một số khó khăn, nhưng với kinh nghiệm dày dặn, cộng với sự bình tĩnh thì nam tuổi Tân Dậu có thể xử lý được mọi việc. Nếu đối diện bất trắc mà không oán trách, không hoảng loạn, biết suy nghĩ bằng trí tuệ và hành xử bằng trái tim từ bi thì khó khăn cũng trở thành thuận lợi. Trong năm 2024, tình hình tài chính của nam mạng tuổi Tân Dậu có sự tăng trưởng, càng nỗ lực chăm chỉ làm việc thì bản mệnh càng nhận về những khoản thù lao xứng đáng. Dù công việc tiến triển thuận lợi, nam Tân Dậu cũng cần hết sức tỉnh táo, không nên tự mãn hay vội vàng đầu tư mạo hiểm.
Ở tuổi 44, bản mệnh nên chuẩn bị cho mình một quỹ tài chính cá nhân để phòng trừ những lúc cần sử dụng đến. Khi đạt được thành quả, người cần cẩn trọng và khiêm tốn. Sử dụng đồng tiền một cách tiết kiệm, đúng lúc, đúng chỗ. Một người càng sống giản dị, mộc mạc thì càng dễ đạt được thành công vững bền. Trong năm Giáp Thìn, gia đạo của nam tuổi Tân Dậu được hòa hợp, đoàn kết, tràn đầy tình yêu thương. Gia đình chính là hậu phương vững chắc, tiếp thêm động lực, sức mạnh cho bản mệnh chủ trong cuộc sống. Vì thế, nam tuổi Tân Dậu 1981, hãy yêu thương, trân trọng người bạn đời của mình nhiều hơn. Trong năm 2024 này, bản mệnh nên cân bằng thời gian giữa công việc và chuyện gia đình. Trong cuộc sống vợ chồng, cần đồng lòng chung thủy và bao dung cho những khuyết điểm của nhau, đồng hành cùng mỗi lúc khó khăn, chia sẻ công việc nhà để cùng nhau chung tay xây dựng mái ấm hạnh phúc. Trong năm nay, nam Tân Dậu cần chủ động rèn luyện sức khỏe nhiều hơn, thay đổi lối sống lành mạnh, kiểm tra sức khỏe thường xuyên để có những cải thiện tốt kịp thời, giúp phòng trừ bệnh tật. Năm 2024 nam mạng Tân Dậu nên siêng năng vận động, có những kế hoạch ăn uống khoa học, nghỉ ngơi hợp lý, việc đi ngủ sớm mỗi tối là liều thuốc giúp trẻ hóa cơ thể đơn giản nhất. Bên cạnh đó, mệnh chủ cũng nên tránh làm việc quá sức, dễ khiến tinh thần mệt mỏi, mất năng lượng. Riêng với nữ mạng, trong năm 2024 này, nữ tuổi Tân Dậu sẽ có nhiều cơ hội tốt trong công việc và cuộc sống, chỉ cần đóng góp lợi ích cho xã hội, làm việc tốt giúp người, gặp thử thách cũng không bỏ cuộc thì sẽ nhận được nhiều may mắn, gặp hung hóa cát. Vận trình tử vi của tuổi Dậu, sinh năm 1981 nữ mạng trong năm Giáp Thìn, được hoàn cảnh xung quanh và quý nhân tương trợ. Lời khuyên răn cho bản mệnh là không nên chủ quan, hãy biết khiêm tốn, học hỏi và báo đáp ân nhân thì phước báu mới được bền lâu. Năm Giáp Thìn 2024 này, nữ tuổi Tân Dậu 1981 gặp được nhiều hoàn cảnh thuận lợi hơn trong sự nghiệp. Mệnh chủ nếu chăm chỉ, cẩn thận trong công việc, làm việc tích cực và có ích thì sẽ gặt hái được những thành công. Việc giao tiếp thông thái, bình tĩnh giúp bản mệnh được nhiều người tin tưởng, hợp tác. Đôi lúc công việc gặp một số khó khăn, nhưng với tư duy linh hoạt, nữ tuổi Tân Dậu sẽ vượt qua được, biến nguy thành an và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá. Gặp phiền toái, nếu biết cách lặng lẽ quan sát, không nóng vội kết luận, sẽ tìm thấy được những mặt tích cực của vấn đề. Trong năm 2024, tình hình tài chính của nữ mạng tuổi Tân Dậu phát triển theo chiều hướng tốt, bản mệnh chăm chỉ làm việc, nên có được nguồn thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau. Chi tiêu chặt chẽ và thông minh là cách dự trù cho rủi ro và tạo nền tảng tài chính an toàn. Ở độ tuổi 44, nữ tuổi Tân Dậu nên chi tiêu tiết kiệm, không nên lãng phí tiền bạc cho những thứ không cần thiết. Mỗi khi thu nhập tăng lên, mệnh chủ có thể tăng tiền sổ tiết kiệm trong quỹ của mình. Có như vậy, cuộc sống sẽ luôn chủ động và không cần phải lo lắng. Trong năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nữ tuổi Tân Dậu ấm êm, hôn nhân hạnh phúc lâu dài bởi bản mệnh luôn ôn nhu, dịu dàng với chồng, bao dung con cái. Nữ tuổi Tân Dậu tính tình khiêm nhường, hiền đức trong việc nuôi dạy con cái, xứng đáng là hậu phương vững chắc để người chồng yên tâm làm việc. Chìa khóa để nữ tuổi Tân Dậu giữ gìn hạnh phúc hôn nhân gia đình là sự dịu dàng, vị tha và bao dung. Hãy học cách lắng nghe, hỗ trợ người thân lúc cần thiết, chắc chắn cuộc sống gia đình sẽ được ấm êm thịnh vượng. Để có một sức khỏe tốt, tràn đầy năng lượng trong năm Giáp Thìn, nữ tuổi Tân Dậu nên có chế độ sinh hoạt lành mạnh, điều chỉnh chế độ ăn uống, lên kế hoạch vận động mỗi ngày, vừa tốt cho sức khỏe thể chất, lại giúp cho tinh thần được thư giãn, thoải mái. Mệnh chủ có thể làm quen với các bộ môn nhẹ nhàng như đi bộ, yoga, nhảy dây. Trong độ tuổi 40, nữ tuổi Tân Dậu nên kiểm tra tổng quát sức khỏe định kỳ mỗi năm để nắm bắt được tình trạng cơ thể của mình. Thưa quý vị, lời Phật dạy về hận thù, hiểu được rồi sẽ chút bỏ mọi gánh nặng của ngàn đời. Thời Phật, có một chàng trai chỉ muốn phụng dưỡng mẹ mà không muốn lấy vợ, mẹ anh đành tìm cho anh một cô vợ. Nhưng người này không thể sinh con, anh không chấp nhận, nhưng người vợ nghĩ thầm, nếu cô vợ mới có con sẽ được thương hơn, cô nghĩ kế và chủ động tìm một cô gái trong làng cưới về cho chồng. Cô tỏ ra vẻ thân thiết vì giúp đỡ vợ, nên cô dặn dò khi nào có thai báo tin cho cô để cô biết cô chúc mừng. Cô này có thai thì kể cho vợ cả, nhưng cả hai lần đều bị sẩy thai. Những người hàng xóm biết chuyện khuyên, em bị đàn bà đó hại rồi, lần sau có thai đừng báo tin nữa, lần thứ ba mang thai. Cô im lặng, nhưng cái thai cứ lớn dần, đến khi không thể giấu được nữa, cô vợ cả vẫn giác tâm gây hại. Nhưng khi cái thai quá lớn, gây ảnh hưởng cho cả người mang thai, nên cả hai bị thiệt mạng. Trước khi chết, cô vợ hai đem lòng oán hận, thề sẽ trả thù, cô chết đi, kiếp sau trở thành mèo, lại trở lại căn nhà đó. Trong khi đó, cô vợ cả sau khi để lộ chuyện,
nên bị chồng ghét bỏ, thường xuyên bị đánh đập thành bệnh, rồi chết sinh làm con gà ở trong nhà. Với lòng hận thù trước đây, mỗi khi con gà này sinh ra trứng, lại bị con mèo ăn hết, lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi tới lần thứ ba, nó ăn luôn con gà mẹ. Con gà này lúc chết, cũng ôm lòng oán hận, quyết trả thù lại. Gà chết sinh làm con beo, con mèo lâu khi chết cũng sinh làm con nai. Mỗi lần con nai sinh con, thì con beo đến ăn con của con nai. Đến lần thứ ba nó ăn luôn con nai mẹ. Con nai mẹ khi chết ôm lòng hận thù, nguyện sẽ trả thù. Con nai chết sinh ra làm nữ dạ xoa, con beo chết, sinh ra làm cô gái thuộc một dòng tộc ở xá vệ. Khi sinh con đầu lòng, dạ xoa biến thành một người bạn đến thăm, lựa cơ hội xin ôm đứa bé rồi bắt ăn thịt luôn. Lần thứ hai cũng vậy, rồi đến lần thứ ba gần ngày sinh, cô kia bàn với chồng để trở về nhà cha mẹ để sinh nở, tránh xa nơi có quỷ dạ xoa ăn thịt người. Cùng lúc đó, những vị quản lý sai quỷ dạ xoa đi công tác xa, nên nó không theo kịp cô gái này, do đó cô được thoát. Khi quỷ dạ xoa hết hạn trở về, do biết tìm được cô gái này về nhà cha mẹ sinh, nó quyết tìm đến để ăn thịt đứa bé. Hôm ấy, nhằm ngày lễ đặt tên cho đứa bé, đặt tên xong, cô vợ yên tâm nghĩ đã tai qua nạn khỏi, nên bàn với chồng ẵm con trở về nhà. Trên đường về nhà, đi ngang qua tinh xá Kỳ Hoàn, phía trước tinh xá có hồ nước, người này nóng nực, nên cô bèn trao con cho chồng rồi xuống hồ tắm. Tắm xong, cô lên ẵm con cho chồng xuống tắm. Vừa lúc đó, quỷ dạ xoa xuất hiện, chồng đang lại ở tắm dưới nước nên không kêu lên kịp. Cô hoảng sợ ẵm đứa bé chạy thẳng vào tinh xá. Gặp lúc Đức Phật đang thuyết pháp, cô đặt đứa bé dưới chân Phật, xin cứu đứa bé. Khi dạ xoa chạy đến, thì bị vị thần chú ở cổng tinh xá ngăn không cho vào. Đức Phật biết, bảo tôn giả A Nan gọi vào. Phật dạy, sao ngươi lại làm như vậy? Nếu không gặp một vị Phật như ta, thì ngươi sẽ ôm ấp mối hận này đến ngàn đời. Không khác gì con rắn và con cáo, run rẩy giận dữ, như quạ và cú. Sao ngươi lại lấy oán trả oán? Chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù. Đó là bài học nhắc cho tất cả, đem hận diệt hận thì càng thêm hận, chỉ không diệt hận đó mới là định luật ngàn thù, nói rõ hơn có từ bi mới diệt hận thù. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là vươn cao, vươn xa, nhưng thực ra bản chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa, rồi bồi về gốc rễ, ta bồi về cho nhân tâm ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta, vậy nên ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên, địa, quỷ, thần, những ai tu luyện được giáo lý trên, rồi đem nó giáo hóa cho con cháu, ắt hẳn phước báu sẽ hiện tiền, đời sau bao đời con cháu hưng vượng.